khởi tố vụ án đổ xăng lên đầu, đốt người đàn ông tại quán bia ở Hà Nội. Chiều 23 tháng 2, trao đổi với phóng viên Vietnamnet, một lãnh đạo công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án để điều tra về dấu hiệu giết người xảy ra tại quán bia TD trên đường Giải Phóng, phường Hoàng Liệt. Theo thông tin ban đầu, chiều 22 tháng 2, công an phường Hoàng Liệt nhận tin báo về việc ông Tạ Văn Hát, 55 tuổi bị tẩm xăng, bị đốt tại địa chỉ trên. Nghi phạm gây án là Nguyễn Văn Hoan, 45 tuổi, nạn nhân và nghi phạm là hàng xóm của nhau. Lãnh đạo công an quận Hoàng Mai cho biết, vào thời điểm trên, ông Hát đang ngồi nhậu với bạn bè ở quán bia TD, thì bất ngờ đối tượng Hoan cầm chai xăng đổ lên đầu ông Hát rồi châm lửa đốt. Gây án xong, Hoan rời hiện trường. Về phía nạn nhân, ông Hát bị bỏng toàn thân 98%, rất nguy kịch, đang được cấp cứu, điều trị trong bệnh viện. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan công an đã bắt nghi phạm Nguyễn Văn Hoan. Về thông tin nghi vấn ông Hát và vợ nghi phạm có quan hệ ngoài luồng, lãnh đạo công an quận Hoàng Mai nói, vợ nghi phạm khẳng định không có chuyện đó.